chấp cánh của bay xa bay cao hơn nữa. Các bạn thể hiện tinh thần xung kích xung phong trên mọi mặt trận, việc gì khó làm còn làm. 2021, một năm dịch bệnh COVID-19 bao trùm thế giới, một năm với nhiều thách thức và cơ hội đối với hoạt động tình nguyện nói chung và công tác vận động hiến máu nói riêng. Tập thể Hội Máu Hà Nội không ngừng thích ứng linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với tình hình mới, quyết tâm không khuất phục bởi dịch bệnh. Với vai trò và uy tín trong công tác tuyên truyền, tổ chức hiến máu tình nguyện, hội ta đã có một năm 2021 đầy ấn tượng. 1. Hoạt động đào tạo và huấn luyện thường xuyên, số hóa, định chuẩn là ba từ để nói về hoạt động đào tạo, tập huấn trong năm qua. Với 392 giờ giảng trong năm, 67 giảng trong thư viện, 21 huấn luyện viên, 18 hướng dẫn viên được định chuẩn. Hoạt động số hóa các bài giảng bước đầu được triển khai nhằm phát triển hệ thống đào tạo công nghệ số. Ban đào tạo và cố vấn học tập với đội ngũ thành viên tâm huyết luôn giữ vững phương châm chất lượng, uy tín, tưởng minh vì sự tiến bộ của hội viên. Sẽ cùng tìm hiểu thông tin cơ bản về Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Hai, hoạt động truyền thông sự kiện nổi bật sáng tạo với ba từ khóa online, kích cầu, livestream. Tuyên truyền trực tiếp bị gián đoạn, truyền thông online trở thành một trong những phương thức vận động chính. Việc nghiên cứu chỉ số insight, sáng tạo các content kích cầu được chú trọng nhằm kêu gọi và thu hút người hiến máu đăng ký qua link hoặc qua ứng dụng hiến máu, phát triển livestream các chương trình nhằm lan tỏa sự kiện và kết nối lực lượng tình nguyện viên không thể tham gia trực tiếp tại Hà Nội. Tận dụng thời cơ sáng tạo và chuyển mình hướng tới mục tiêu xây dựng truyền thông sự kiện, sáng tạo, bứt phá, bản lĩnh. Hoạt động vận động và tổ chức hiến máu kỷ lục, bài bản, đa dạng. Hoạt động tuyên truyền vận động, tổ chức hiến máu năm qua đầy dấu ấn. 63.471 đơn vị máu là con số kỷ lục. Hoạt động vận động hiến máu trên các không gian mạng đã trở nên bài bản, chuyên nghiệp. Ứng dụng công nghệ số vào vận dụng và tích hợp đa dạng các phương pháp để kêu gọi người dân đến tham gia hiến máu như SMS, email marketing, Zalo, mạng xã hội, báo đài, truyền hình. Thể hiện đúng tinh thần, bản lĩnh, uy tín, trách nhiệm của ban hiến máu. 4. Hoạt động tổ chức nhân sự bảo đảm 3 tiêu chí: an toàn, kỷ luật, kịp thời. Trong năm 2021, ban tổ chức kiểm tra thực hiện công tác bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và người dân đến tham gia hiến máu với gần 1.000 kính chắn giọt bắn, 20.000 khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt, đóng dấu kiểm soát, xây dựng kỷ luật vững vàng với các quy định, quyết định xây dựng công tác hội ngày càng trở nên quy củ, kịp thời khen thưởng các cá nhân, tập thể xuất sắc giữ vững phương châm đoàn kết, kỷ luật, tiên phong. 5. Hoạt động văn phòng hội có thể miêu tả bằng 3 từ: chu đáo, sâu sắc, tầm nhìn. Công tác PR đối ngoại được chú trọng để không ngừng nâng cao uy tín, vị thế thể hiện tầm nhìn của tổ chức hội. Công tác chăm sóc đời sống cán bộ, hội viên được văn phòng hội chuẩn bị chu đáo, chỉn chu đến từng bữa ăn, sâu sắc quan tâm tới các ngày lễ, ngày sinh nhật, hiếu hỉ của các cán bộ, hội viên. Hàng loạt các ấn phẩm hội được cấp, khen tặng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo phương châm tận tâm, tận tình, tận tụy. Chúc mừng tập thể Hội Máu Hà Nội đã trải qua một năm với nhiều dấu ấn, nhiều giá trị đem lại cho cộng đồng và xã hội. Mong rằng năm 2022, với tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng hành động, chúng ta sẽ sáng tạo hơn, bứt phá hơn, cùng nhau thực hiện sứ mệnh tự hào vì sự sống người bệnh và vì sự phát triển của hội viên. Hội Máu Hà Nội, đoàn kết, sẵn sàng, tiên phong, sáng tạo.